Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo nghị quyết của Ban Thường vụ tỉnh ủy về nâng cao sự phồn vinh hạnh phúc của nhân dân trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Dự thảo có 4 chương, gồm đề cập đến những phân tích về sự phồn vinh hạnh phúc, về thực trạng và nền tảng sự phồn vinh hạnh phúc của người dân. Dự thảo cũng đưa ra quan điểm, mục tiêu và cụ thể hóa giải pháp để nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân, như không ngừng nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống của người dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong từng giai đoạn, tiếp tục thực hiện các chính sách trợ cấp ngân sách và an sinh xã hội. Tại hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo nghị quyết của Ban Thường vụ tỉnh ủy về nâng cao sự phồn vinh, hạnh phúc của nhân dân Bà Rịa Vũng Tàu đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, các đại biểu cơ bản thống nhất với dự thảo của nghị quyết. Các đại biểu góp ý tập trung vào một số nội dung cần thể hiện ngắn gọn hơn, tránh trùng lắp, ngôn ngữ cần chuẩn xác, sát với ngôn ngữ trong nghị quyết của Đảng. Những nội dung giải thích, giải trình chi tiết nên dành để thể hiện chương trình kế hoạch thực hiện của từng ngành, từng cấp, nên có chú thích đi kèm với những cụm từ viết tắt ký hiệu. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ghi nhận những ý kiến đóng góp thiết thực của các đại biểu và tổng hợp đầy đủ để điều chỉnh bổ sung, báo cáo Thường trực tỉnh ủy hoàn thiện nghị quyết.